máy quay chậm vừa rồi thì quyết định bóng chưa chạm chắn của ngân hàng công thương đến từ các trọng tài là chính xác. Vừa rồi là điểm số đầu tiên cho Hà Phú Thanh Hóa ở trận này. Bước một không tốt. Tuy nhiên vừa rồi là tình huống phòng ngự rất hay ở hàng sau của Cú Thay Song, huấn luyện viên người Thái Lan bên phía ngân hàng công thương. Nhưng sau cùng thì họ vẫn mất điểm bằng 2-2. Và truyền ngược dòng số những vận động viên trẻ nhất trong danh sách đăng ký của Hà Phú Thanh Hóa ở giải đấu năm nay. Cô mới 19 tuổi. 4, 5. Hai đội bóng ở nội dung của nữ có sự góp mặt của nhiều hơn một vận động viên ngoại quốc. Tuy nhiên ở trận này thì huấn luyện viên Đỗ Văn Niên chỉ sử dụng tay đập người Indonesia Megawati trong đường xuất phát. Trong khi đó đối truyền Sutina Pasang của Thái Lan đang ngồi trên băng ghế. Bóng vẫn còn trong cuộc. Phòng thủ tốt của Libero bên phía ngân hàng công thương. Nhưng đáng tiếc là tình huống đẩy bóng tiếp theo có lẽ rất uy lực. Pha chuyền bóng một tay tuyệt vời nhưng cao thủ Hà Phú Thanh Hóa vẫn phòng ngự thành công. Một cơ hội tấn công nữa cho ngân hàng công thương. Vẫn là phòng thủ tốt từ hàng sau của Thanh Hóa. Những tình huống tấn công nhanh ở vị trí số 3 cho đến thời điểm này mới mang về điểm số cho ngân hàng công thương. Chuyền hai đội trưởng Thu Hoài đã lùi về hàng sau. Cô là người vừa thực hiện tình huống phát bóng. Những pha đập bóng rất uy lực của Megawati Petiwi, chủ công người Indonesia. Megawati cùng ở bảng B này. Bỏ bóng rất hay. Megawati chủ công có điểm uy lực nhưng cũng là người sở hữu những quy định dứt điểm. Tình huống tận dụng cơ hội trên lưới tốt của Hoàng Thị Thảo. Tình huống tận dụng cơ hội trên lưới tốt của Hoàng Thị Thảo. 12, 13. Ở vị trí chủ công của Hà Phú Thanh Hóa thì Hoàng Thị Thảo cũng đang chơi rất chững chạc. Giao bóng ăn điểm trực tiếp của Megawati. 13-13. Lần gọi hội cho Hà Phú Thanh Hóa. Quá hay. Một pha phối hợp mang thương hiệu của huấn luyện viên Phấu Thị Kim Huệ cũng ghi rất nhiều điểm từ những ưu thứ nhất. Thành công lớn của ngân hàng công thương nằm ở việc họ chơi ổn định hơn và mắc ít sai sót hơn so với đối thủ. Rõ ràng là Hà Phú Thanh Hóa vẫn có những cá nhân nổi bật hơn mà mình không thể không nhắc tới. Tuy nhiên việc mắc nhiều sai sót cá nhân khiến cho đội bóng xứ Thanh này cầu thủ trụ cột và người vừa ra bóng Lê Thị Hạnh là một trong hai cái tên đó. Những cầu thủ rất dày dặn kinh nghiệm. Tuy nhiên vừa rồi thì Lê Thị Hạnh đã không đổi. Đó là Cú Thay Song 19-20. Và phát bóng ra ngoài vừa rồi là của Thu Hoài, chuyền hai đội trưởng của ngân hàng công thương. Và chạm bóng tốt của cầu gái áo hồng.
Bóng ngoài và chưa. Và lại trọng tài đã thổi lỗi lưới của hàng chắn bên phía Hà Phú Thanh Hóa. Bóng trong sân vẫn là Megawati. Cú máy ghi điểm siêu việt của Hà Phú Thanh Hóa, một ngoại binh quá chất lượng. Megawati cũng là ngôi sao sáng ở SEA Games 31 vừa qua trong màu áo của đội tuyển Indonesia. Bóng tốt. Rất hay. Cặp chủ công Hoàng Thị Thảo và Megawati của Hà Phú Thanh Hóa ở. Và phát bóng của Hà Lê Khánh. Bước một không tốt của Libero Ninh Anh bên phía Ngân hàng Công Thương. Và bây giờ thì Thanh Hóa sẽ có cơ hội để tổ chức một tình huống tấn công. Chưa thể có điểm. Hai pha đá bóng liên tiếp của Hoàng Thị Thảo và cô đều chưa thể mang về điểm số cho Thanh Hóa. Nhưng bây giờ sẽ là cơ hội thứ ba. Vẫn còn. Đội bóng vừa rồi là của phụ công Lê Thị Hạnh. Một tình huống bóng giằng co. Chắn bóng tốt. Chắn bóng hay. Rõ ràng là Thu Hoài đã chơi có phần chủ quan khác biệt trong những thời khắc quan trọng này. Hai điểm liên tiếp giúp cho Hà Phú Thanh Hóa lúc này có cơ hội để giành điểm thắng ở set đấu đầu tiên. Vẫn đang là Hà Lê Khanh giao bóng. Đường truyền tốt, rất tốt của Thu Hoài. Và đó mới là những gì người ta chờ đợi ở cầu giao bóng của Phương Anh bên phía Ngân hàng Công Thương. Bước một tốt. Vẫn còn. Chắn bóng tốt và như vậy là 25-23. 25-23 cho Hà Phú Thanh Hóa.